116. Thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 5. Cư sĩ Vương Hoàng Nguyện tuy sùng tín mật tông khá có hiệu nghiệm, ý nói tu tập tác pháp đã được đôi chút cảm ứng, hảo tướng đã hiện. Nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức, trong mật tông khi trì chú tác pháp thường cầu những hảo tướng như mộng thấy thân mình bay lên hư không, được bổn tôn cho ăn sữa và những thức ăn màu trắng, thấy pháp khí tỏa sáng, tràng phan lay động vân vân, để cầu ấn chứng pháp mình đang tu đã được hành trì đúng cách. Rất nhiều hành giả mật tông thấy những tướng trạng ấy, tưởng mình đã thành tựu, dự vào hàng thánh nên gọi là lầm nhận tin tức, nên mới mắc lỗi chưa đắc đã bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm, lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực nhưng hư hỏa bốc lên không cách nào trị được. Do hai điều này, quan nhận định rằng một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Có thể nói là ông ta xưa đã có linh căn kiến địa cao siêu, mà còn hiểu lầm cũng như mắc bệnh chẳng biết đối trị thì biết. Người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi? Ông ta cho là mật tông vượt trội hiển giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm, cũng không hai pháp, muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông. Bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ mầu nhiệm của mật tông và chỗ mầu nhiệm của hiển giáo giống như nhau, dù có muốn suy tôn thì thật ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp, bỏ sót căn cơ, quan ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khế lý nhưng chẳng khế cơ thì không thể cảm ứng đạo giao. Nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông, đại ý là như vậy. Những gì quan nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm mục lực chẳng đủ, những thư từ nói chung không giữ lại bản nháp. Hai câu nói: một vị bao gồm hết thảy vị, từ cạn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế, viên dung chẳng trở ngại gì đến việc bố thí. Rất thích đáng, bởi lẽ viên dung chính là viên dung nơi việc hành bố thí. Nếu không hành bố thí sao nói là viên dung được? Hành bố thí chính là hành bố thí nơi viên dung. Nếu không viên dung thì sự bố thí ấy sẽ thành sanh diệt, bèn thuộc đế lý tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả.